Red Bull, năng lượng tích cực, khơi dậy nội lực. Và lúc này thì đội chủ nhà chưa tạo ra được bất kỳ một tình huống phối hợp hay một pha tấn công sắc nét nào. Nhưng đây là một cơ hội rất hữu hạn của BKM Bình Dương. Edison, tuyệt vời, 1-0 dành cho BKM Bình Dương. Tưởng chừng như tình huống khống chế bước 1 của Edison đã bị lỗi, tuy nhiên một pha trích mũi giày rất nhanh của tiền đạo áo số 10 đã giúp cho thầy trò huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 11 của trận đấu này. Chúng tôi đã đưa ra lời cảnh báo dành cho Sài Gòn ngay từ khi trận đấu này bắt đầu, đẩy cao đội hình và dồn ép đối phương. Nhưng từ một tình huống tấn công có thể nói là sắc sảo đầu tiên của mình thì BKM Bình Dương đã sút tung lưới của thủ thành Phạm Văn Phong. Và đây là bàn thắng thứ hai của Edison Suarez cho BKM Bình Dương mùa giải năm nay. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Edison chính là người chuyền bóng. Và Bùi Vĩ Hào, cầu thủ năm nay mới 19 tuổi, đã có một đường trả bóng ngược trở lại. Một pha tiếp bóng hơi dài của Edison. Tuy nhiên sau đó anh đã có một pha xử lý có thể nói là hoàn hảo. Một tình huống trích mũi và gần như đó là sự lựa chọn duy nhất trong pha bóng này. Sức dướn tốt và trích mũi dày bằng cái chân trái của mình. Edison đã giúp cho BKM Bình Dương vươn lên dẫn trước. Những pha xử lý rất gọn gàng và rất nhanh của Edison đã hạ gục toàn bộ hệ thống phòng ngự của Sài Gòn.